Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Báo cáo với lại các thượng đế, bản của lão nông buổi tối ngày hôm nay mưa, bây giờ vẫn còn lắc rắc ấy. Nhưng mà thôi, làm cái video để báo cáo với lại người anh em có cái bụng tốt ở Bắc Ninh. Chắc chắn là ngày mai Mỹ Đài Sony CFS710S sẽ lên đường tới Bắc Ninh. Còn bây giờ, trân trọng mời các thượng đế 63 tỉnh thành thẩm văn âm Mỹ Đài Sony có model CFS710S. Do lão nông chi điển Khang Audio 18 Bình Dương kê đơn bốc thuốc và điều trị. Được trang bị bánh tì lõi đồng, bánh tì cao cấp 50.000 đồng một chiếc. Thank you.
đoàn cá canh về từng đàn em bé ra sân mẹ ra ngóng trông con niềm vui trong lòng. Hôm nay đoàn cá anh về, cô gái quê nghèo nghe tiếng về ngày thu xưa tâm hồn tựa câu thơ đi vào mộng. Dừng video ở đây để tiếp tục làm cửa bê. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Xia xỉa.